Em tên là Nguyễn Ngọc Tâm. Em lại, chắc ai cũng biết rồi. Em sống American Dream. Nếu còn ở Việt Nam em không có những gì em có ngày hôm nay. Em sanh ra tại Tuy Hòa. Là sau 3 ngày sau khi em sanh là mẹ em bỏ em vô một cái rổ rồi bỏ trước cái quan bà. Cái quan bà mà mẹ em và ba em hay gặp nhau ở đó. Cái người chủ quán bar cũng là cái người đã nuôi em lớn khôn. Khi Sài Gòn sụp đổ là lúc đó cộng sản vô và lấy hết tất cả những gì má có, là do là má có dính quán đến Mỹ Ngụy thì má phải đi 6 tháng làm lao động cải tạo. Thì em nhớ cái lúc đó em chắc chừng mấy tuổi cho nên má mang đi theo. Nhưng lúc em về dưới ngoại thì em phải đi làm trong ruộng trong rẫy. Ngoại cứ nói thường xuyên nói là mày là không máu mủ gì ở đây, ngày nào mày không làm thì mày không được ăn. Lúc ấy khổ quá, mấy cậu quýnh dữ lắm. Nói chung là nhà lúc không có má thì mấy cậu ấy đánh, ai cũng nói mày là con của đế quốc Mỹ. Mình cũng biết đế quốc Mỹ là gì nữa, thật sự không biết Mỹ là đâu mà Mỹ như thế nào. Lúc thật sự không biết Mỹ là gì, mình cũng không biết mình là lai nữa. Năm 1989, đạo luật American Homecoming Act đi vào thực thi, mở ra đường về quê cha cho hàng ngàn đứa trẻ lai giống như Tâm. Từ vị trí của những đứa trẻ ngoài rìa xã hội, họ trở thành những tấm vé bằng vàng để đi định cư Hoa Kỳ. Bằng vàng theo đúng nghĩa đen của nó. Tiền con nói chuyện như má là tôi về nếu mà đồng ý như vậy thì ông sẽ dẫn đến một gia đình này, sẽ mua em lại 2 cây vàng. Lúc đó em cũng chưa nghĩ là bán, mình chỉ biết là người ta có tiền để lo cho mình đi vậy thôi. Em còn không biết là bán mua gì. Khi em đến Mỹ rồi, lúc em học và em biết tiếng rồi, lúc đó em mới cảm thấy như là cái khao khát muốn tìm tìm nhiều hơn và nhiều hơn. Tâm muốn tìm cha, dù trong tay anh không có một chút thông tin, ngay cả một cái tên. Anh không nhớ đã viết bao nhiêu bức thư hỏi thăm, gặp bao nhiêu người, nhưng thông tin về cha vẫn mịt mờ. Thì vợ cứ nói thôi, anh cứ cho qua đi, move on, nhìn không? Sống gì hiện đại, có con, vợ, nhà, cửa, công ăn việc làm, tại sao anh phải buồn? Nếu trong tâm mới biết là mới tìm bà. Và rồi cho đến một ngày, công nghệ DNA đã đưa anh đến một người. Đó là bác ruột của anh. Và từ đó, Tâm tìm thấy cha của mình. Cả đời đi tìm ba, bây giờ tìm ra ba rồi, ba không còn sống nữa. 43 năm, lúc nào cũng cầu nguyện cho ba, xin Chúa giữ ba. Nhưng lúc tìm được ba không còn sống nữa. Cha ruột của anh, ông Danny Murray, đã qua đời trong một vụ lật xe vào năm 1989. Cái hy vọng của em nếu mà ba còn sống, để em biết em tìm mẹ. Nhưng lúc ông chết, những gì ông biết về mẹ cũng không nữa. Em không hận mẹ đẻ, em không hận ba, em không hận Việt Nam, em không hận cậu mà we just born the wrong time, wrong place, wrong time.